lĩnh 2 năm tù vì cho thuê chỗ giữ xác hổ. Nguyễn Văn Trung bị phạt 2 năm tù do cho người lạ gửi tủ đông đựng xác con hổ nặng 160kg trong nhà tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn. Bản án ngày 17 tháng 2 của Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn tuyên Trung, 43 tuổi, trú xã Sơn Lâm, phạm tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo Điều 244 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài bị truy thu 9 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, bị cáo còn phải nộp phạt hành chính 50 triệu đồng. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2020, Trung quen người đàn ông tên Việt, không rõ nhân thân và được đặt vấn đề gửi nhờ một chiếc tủ đông lạnh. Bên trong chứa động vật để nấu cao, sẽ trả tiền công. Xác hổ nặng 160kg được cảnh sát phát hiện trong tủ lạnh đặt tại kho vườn nhà ông Nguyễn Văn Trung, trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn. Ngày 16 tháng 9, hàng chục cán bộ phòng cảnh sát môi trường, công an Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Hương Sơn kiểm tra nhà ông Trung, 42 tuổi, thu giữ xác hổ nặng 160kg và 34kg xương động vật trong tủ lạnh đặt ở phòng kho. Xác hổ đông lạnh nặng 160kg, được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại. Khi gia chủ đồng ý, 10 ngày sau, Việt cùng một người đàn ông lái ô tô chở một chiếc tủ đông lạnh, bên trong đựng xác hổ cùng 3 túi ni lông chứa xương động vật, đem giấu ở khu vực nhà kho tại nhà riêng của Trung. Tháng 2/4/2021, Việt hai lần đưa cho Trung 9 triệu đồng làm phí thuê chỗ. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, hàng chục cán bộ phòng cảnh sát môi trường, công an Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Hương Sơn kiểm tra nhà ông Trung, thu xác hổ nặng 160kg cùng 34kg xương sơn dương trong tủ lạnh đặt ở phòng kho. Với những người liên quan, cảnh sát đang truy tìm. Khi bắt được sẽ xử lý sau. Theo nhà chức trách, tại một số huyện vùng núi ở Hà Tĩnh, nhiều người dân vẫn lén lút mua động vật hoang dã như hổ, khỉ về nấu cao bán nên rất khó phát hiện. Một lạng cao hổ có giá khoảng 18 triệu đồng, cao khỉ 400000-500000 đồng.